Họ từ vô minh làm chấp hiểu vô minh, giống như người dốt không có học thức, nên chạy ra học hỏi để thông suốt lời Phật dạy. Khi đã thông suốt lời Phật dạy, họ đã trở thành chiếc tủ đựng kinh sách. Từ đó, bản ngã của họ trở thành to lớn hơn, nên sự vô minh của họ, họ còn vô minh hơn. Có người cho rằng trình độ học thức trên đại học là những người có trí tuệ. Đối với đạo Phật, trình độ học thức này chỉ là một cái bao đựng gạo, chỉ toàn nhai lại bã mía của người khác, chứ không phải như trí tuệ của Phật đã dạy. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Đoạn kinh này đã được xác chứng một cách cụ thể trí tuệ của đạo Phật, tương quan giữa sự hiểu biết và đức hạnh rất đặc thù của đạo Phật mà người đời không thể suy nghiệm ra được. Đó chính là trí tuệ giải thoát, hay còn gọi là tri kiến giải thoát, mà Đức Phật thường tán thán trí tuệ này. Cho nên, sự học thức của thế gian không phải là trí tuệ, mà là kiến thức vay mượn. Vì thế, có người đỗ bằng tiến sĩ Phật học, tam tạng kinh điển thông suốt, nhưng đối với đạo Phật, đó không phải là trí tuệ, mà là kiến thức hữu lậu. Càng học hiểu nhiều, lậu hoặc càng sanh nhiều hơn. Trí tuệ của đạo Phật được phát triển là ở chỗ biết xả tâm, ly dục, ly ác pháp, chứ không phải chỗ học hỏi nhiều. Vì có xả tâm, ly dục, ly ác pháp thì giới luật mới thanh tịnh. Giới luật có thanh tịnh thì đời sống mới có đạo đức. Mà đời sống có đạo đức thì ngay đó là trí tuệ, chứ có học hỏi gì đâu. Họ đâu biết rằng tại sao lại có vô minh. Có vô minh là vì có lòng ham muốn, do ham muốn mà vô minh có. Nên Đức Phật dạy ly dục, ly ác pháp thì vô minh sạch. Vô minh sạch thì gọi là minh. Đức Phật đâu có dạy bảo chúng ta học tập cho thông suốt tam tạng kinh điển hoặc có cấp bằng này, cấp bằng nọ mà gọi là minh bao giờ. Xưa, ông Bàn Đặt tối tâm dốt nát, học không thuộc bốn câu kệ. Thế mà Đức Phật dạy ông tu hành chứng quả A-la-hán, tam tạng kinh điển đều thông suốt, thuyết giảng chẳng thua ai. Đó mới thấy, trí tuệ của đạo Phật rất là đặc thù. Người nào muốn có được trí tuệ như Phật thì hãy sống ly dục, ly ác pháp. Phật bảo, lìa dục, lìa ác pháp thì có minh. Người đời hiểu lầm lạc, tưởng là học hỏi cho nhiều, có bằng cấp này, bằng cấp kia. Do đó, từ lớp vô minh này chồng lên lớp vô minh khác, như trên chúng tôi đã nói. Phần đông, đó là các giảng sư của Phật giáo chúng ta hiện giờ. Bởi muốn phá vô minh, không phải lấy sự học hỏi hiểu biết mà phá được. Chỉ có đoạn dứt duyên sanh, tức là lìa dục. Đức Phật ngày xưa dạy người tu cắt ái ly da, tuốt da, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa là vậy. Vì vậy người nào muốn tu theo đạo Phật để được giải thoát thì phải dứt lìa duyên sanh. Dứt duyên sanh tức là ly da, cắt ái để trở thành một vị tỳ kheo chân chánh. Người xưa dứt đời tìm đạo để cầu giải thoát, người nay dứt đời tìm đời qua hình ảnh một lớp áo cà sa của nhà tu để nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, tây bồ mã, ông bà, dòng họ. Hình ảnh một tu sĩ vị tỳ kheo để dễ bề tìm danh, tìm lợi, lừa đảo tín đồ rất dễ dàng. Cho nên, theo đạo Phật, cái học không phải là minh. Chỉ có sống đúng giới luật, hàng ngày tu tập đúng các loại định, giới luật không vi phạm, không bị bẻ vụn, trở thành
thân tâm nghiêm trì giới luật. Giới luật đã nghiêm túc thì thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là thiền định. Nên Phật dạy ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Thân tâm có định thì trí tuệ triển khai. Trí tuệ triển khai gọi là minh. Người tu theo Phật giáo ngày nay nghĩ tưởng phá vô minh bằng minh, nên ngay từ lúc ban đầu theo minh đi vào để phá vô minh bằng sự học thức hiểu thông tam tạng kinh điển của Phật. Đó là một sự hiểu sai rất lớn. Thay vì phá vô minh lại chồng lên một lớp kiến chấp học thuật, vì thế bản ngã càng to lớn, chẳng chịu ly dục, ly ác pháp. Nên tâm không thanh tịnh, do tâm không thanh tịnh nên không có định. Không có định thì minh chẳng bao giờ có. Minh chẳng có thì lấy gì phá vô minh? Phá vô minh chẳng được nên chồng thêm một lớp vô minh nữa. Những người tu sĩ và cư sĩ này giống như một con chim học nói tiếng người, chẳng quyết lợi gì cho họ cả. Theo sự học thức của họ, từ đó họ tu tập thiền định, ức chế tâm, nên sanh ra nhiều kiến giải, sản xuất ra nhiều pháp môn thiền định, nhưng toàn là thiền ức chế tâm, hoặc sanh ra những pháp môn tha lực, chuyên cúng bái, tụng niệm, cầu khẩn, tế lễ, vân vân. Đưa Phật giáo đến chỗ mê tín, dị đoan, trừu tượng. Từ chỗ hiểu lầm lạc dùng trí tuệ phàm phu hữu hạn học hỏi cho là minh để phá vô minh. Phá vô minh chẳng được lại đưa Phật giáo dần dần đi đến tồi tệ hơn. Mà ngày nay Phật giáo đã biến thành thần giáo, hữu ngã giáo, huyền bí giáo, vân vân.